Xin giới thiệu với các bạn là đây là nguyên nguyên thùng một cái bộ tời 12V 4500W. Mình khui ra cho các bạn xem. Thì bình thường trên thị trường người ta bán ấy là nó như vậy. Nó không có nhiều phụ kiện, nhưng bên mình thì sẽ có thêm phụ kiện. Thì trước tiên là mình sẽ nói những cái phần thêm. Đây là cái bộ công tắc điều khiển tay. Bộ này là bộ 12V 4500, cho nên nó sẽ có điều khiển từ xa. Đây là bộ cáp, một cáp điện này, bao gồm dây điện sang acquy sang động cơ. Đấy. Nó có một quyển sách hướng dẫn này. Đây là bên trong của nó, đây là một bộ tời này, tời động cơ điện này. Một bộ mạch và remote điều khiển từ xa. Tí nữa mình sẽ quay video và cách đấu nối cho các bạn xem. Thêm một cái móc này là móc vào cái bộ cáp này này. Bộ này là cái bộ dẫn hướng dây cáp này. Đấy, và ốc vít, một gói ốc vít đây. Đây là một gói ốc vít này. Và một cái bộ đế này. Đấy, cái đế này đây, bộ chân đế này. Rất là dày để bắt máy này. Thì bên mình bán hàng thì sẽ cho kèm theo hoặc là tính thêm tiền cũng được. Theo một cái cắt dây cáp mềm này để móc cáp các cái vật kéo lên này, và một cái pa lăng này. Cái pa lăng này thì những cái shop người ta bán là người ta bỏ cái này đi cho giá thành nó giảm đi này. Cái pa lăng này thì có tác dụng nó tăng tải. Thế khi mà các bạn muốn kéo một cái đồ vật mà nó gấp 2 lần cái sức kéo của cái máy ấy, thì các bạn có thể dùng cái này móc lên, dùng cái móc của tời là cái móc cố định đây. Các bạn móc lên trên trần và các bạn móc cái này vong cáp này, cái này là về pa lăng này. Các bạn quàng cáp qua cái sợi này và các bạn thả móc xuống thì lúc đấy lực tăng, lực kéo nó sẽ tăng gấp đôi. Đấy, thì cái này là bên mình bán nó sẽ có thêm cái này. Còn các bạn mua ở những nơi khác hoặc là một số người ta bán thì người ta giảm cái này đi cho nó rẻ thì cái đấy mình không biết. Thì các bạn lưu ý. Và sau đây là mình sẽ lắp ráp cho các bạn xem cách lắp đặt. Đây là cái phần cáp điều khiển tay này. Cái này nó dễ lắp đặt thôi các bạn. Cái này là cái kẹp. Đây là cái cáp này. Còn đây là cái bộ mạch điều khiển từ xa. Những cái tời từ 4000 trở lên là nó có điều khiển từ xa các bạn nhé. Đây, cái phần này là cắm vào cái cáp này. Rất là dễ thôi. Sau khi cắm ấy, thì nó có cái ren vặn này để cho các bạn chống bị tuột này, chống tuột rắc này. Đấy, rất là xịn sò. Thì các bạn xem là lưu ý thì ở trên này nó đánh dấu này, cái chữ B cộng và B trừ là vào acquy. Đây, còn chữ M cộng, M trừ là vào động cơ, còn là motor đấy. Thì các bạn chân đỏ thì các bạn nối vào màu đỏ của động cơ, chân đen thì các bạn nối vào cái màu đen của động cơ. Đây là bộ rắc được trang bị đi kèm này. Đấy, cái bộ dây dài này là dây vào acquy này, còn bộ dây ngắn này là dây vào điều khiển này. Thì các bạn lưu ý cái màu điều khiển này các bạn phải đấu đúng dương âm.
nếu các bạn đấu sai cái màu và điều khiển vá quy là nó sẽ cháy cái bộ điều khiển này. Thế còn cái màu mà vào motor này ấy, thì các bạn đấu sai ấy, thì khi các bạn điều khiển nó sẽ bị ngược thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Thì các bạn lưu ý nhất là cái phần vá quy ấy, là các bạn phải đấu cho nó chuẩn. Đây, xong là mình đấu tạm như vậy nhé. Đây này, cái này nó có cái nút để bật lên để bấm này. Đấy là ra cáp này, vào cáp này. Cái bấm cáp bằng điều khiển từ xa này nó có một cái độ trễ. Khi các bạn dừng lại rồi ấy, thì cái quấn cáp nó vẫn quấn đi một chút nữa. Nó không dứt như cái thằng tay cầm điều khiển này. Tay điều khiển này. Tay này các bạn bấm đến đâu là nó sẽ dừng lại ở đấy luôn. Đấy, các bạn bấm là nó dừng luôn này. Thì cái độ chuẩn của cái điều khiển tay này nó chuẩn hơn so với cái nó không có độ trễ. Thế còn cái điều khiển từ xa nó có cái độ trễ. Đây các bạn bấm xong các bạn bỏ ra thì một lúc nó mới dừng lại, nhưng nó ngắn thôi, nó không nhiều. Đấy, nó chỉ trong một giây thôi. Thằng này bấm lên thế này. Còn thằng điều khiển tay này nó chuẩn luôn, bấm là dừng, bấm là dừng. Đấy thì cách đấu lối rất là đơn giản, nhưng các bạn chỉ cần lưu ý cái phần dây dương âm này thôi. Đây là các cái phần chụp bọc đầu cực. Đấy, bọc những cái đầu cực AQ và đầu cực trên motor này. Thì nó có bằng này cái này. Đấy, trong cái bộ này của nó. Đây là có 6 cái các bạn nhé. 6 cái này là 4 cái ở trên điều khiển và 2 cái là trên động cơ. Đấy, thì các bạn xem. Đây là cách đấu lối là như vậy. Thì các bạn lưu ý nhé. Đấy là tổng bộ những cái phụ kiện của nó. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày có nhiều niềm vui mới và hy vọng cái video này có thể giúp ích gì đó cho các bạn.